Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và sau đây là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Tội ác che giấu suốt 5 năm trong căn hầm của một gia đình khi tình yêu độc hại của cha mẹ kết liễu đời con. Năm 2015, một tin tức gây chấn động Trung Quốc. Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Hồ Bắc đã giải cứu một nữ sinh bị cha mẹ nhốt trong hầm suốt 5 năm vì yêu sớm và có thai. Khi được giải cứu, nữ sinh này hoàn toàn khỏa thân, chỉ nặng hơn 27kg. Vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, không tin nổi vào mắt mình. Tại sao lại có những bậc cha mẹ đối xử với con tàn nhẫn đến vậy? Nữ sinh trong vụ việc tên Tiểu Thất là con một trong gia đình. Cô gái trẻ được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng và giáo dục rất nghiêm khắc. Khi các bạn cùng trang lứa đang chơi đùa, thì Tiểu Thất phải chạy xô giữa các lớp ngoại khóa, năng khiếu, từ cấp 1 đến cấp 2 đều như vậy. Dù không có tuổi thơ hạnh phúc, nhưng việc học tập chăm chỉ bù lại khiến Tiểu Thất luôn đạt được thành tích xuất sắc trên lớp. Trung học cơ sở là độ tuổi mà học sinh bắt đầu có những thay đổi về tâm sinh lý, có những yêu thương rung động đầu đời. Vì có vẻ ngoài xinh đẹp, cộng thêm thành tích học tập tốt nên Tiểu Thất ở trường học được bầu chọn làm hoa khôi, đi đâu cũng thu hút sự chú ý. Không ít nam sinh muốn theo đuổi, tán tỉnh Tiểu Thất. Trong lòng nữ sinh này cũng sớm thầm thương trộm nhớ một cậu bạn học chung trường. Vì không có những kiến thức giáo dục giới tính nên một lần Tiểu Thất và bạn trai đã đi quá giới hạn mà không hề có biện pháp bảo vệ nào, dẫn đến việc nữ sinh này có thai. Giai đoạn đó, Tiểu Thất đang ở thời điểm cuối cấp 2, chuẩn bị lên cấp 3. Do việc học bận rộn nên cha mẹ và bạn bè không để ý việc bụng Tiểu Thất đang dần to lên, cho đến khi bụng to quá, không che giấu được nữa, Tiểu Thất mới thú tội với cha mẹ. Cha mẹ Tiểu Thất khi biết chuyện đã rất sốc, họ không thể chấp nhận sự thật, cô con gái luôn ngoan ngoãn, học giỏi của mình lại làm ra chuyện tày đình như vậy. Họ đánh mắng con nhưng cũng không thể phớt lờ con, dù tức giận đến mấy, họ cũng phải giải quyết chuyện Tiểu Thất mang bầu. Tiểu Thất còn quá nhỏ, tất nhiên không thể kết hôn, mà bố mẹ cũng không muốn cho em kết hôn. Sau khi bàn bạc, bố mẹ đưa Tiểu Thất đi phá thai, đồng thời cắt đứt mọi liên lạc với bạn trai. Sau sự việc này, tính tình của Tiểu Thất đã thay đổi rất nhiều, không còn ngoan ngoãn dễ thương. Từ một nữ sinh xuất sắc, điểm số của Tiểu Thất tụt dốc, trở thành học sinh xếp cuối lớp. Tâm trạng nữ sinh này cũng ngày càng bất ổn, thường xuyên khóc lóc, gây ồn ào, khiến bố mẹ đau lòng. Sau đó Tiểu Thất nghỉ học và các bạn cùng lớp không bao giờ gặp lại em nữa. Mãi đến khi một người bạn có quan hệ tốt trên lớp đến nhà thăm Tiểu Thất thì mới phát hiện ra nữ sinh này đang bị bố mẹ nhốt trong hầm tối. Khi người bạn cùng lớp hỏi lý do, bố mẹ Tiểu Thất trả lời rằng con gái họ đang có vấn đề về tâm thần, không thể kiểm soát được bản thân, sợ Tiểu Thất làm tổn thương người khác nên bố mẹ phải nhốt em lại. Bạn học của Tiểu Thất suy cho cùng vẫn là trẻ con nên không thể giải cứu Tiểu Thất được. Vì thương bạn nên em này chỉ có thể mang một ít thức ăn đến cho Tiểu Thất mỗi ngày và ném vào trong hầm. Lúc này Tiểu Thất nói chuyện vẫn còn rất tỉnh táo, hoàn toàn không hề mê sảng như lời bố mẹ em nói. Trương Sinh là hàng xóm của Tiểu Thất, khi còn nhỏ cả hai thường chơi với nhau. Sau này Trương Sinh đi học xa nhà, chỉ về nhà vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm. Một lần Trương Sinh tình cờ nghe được câu chuyện của Tiểu Thất, cậu muốn giúp đỡ người bạn hàng xóm nên chạy sang thuyết phục bố mẹ Tiểu Thất nhưng không được. Bố mẹ Tiểu Thất cho rằng đây là việc riêng của gia đình họ. Trong lúc tuyệt vọng, Trương Sinh đã đăng tất cả sự việc lên mạng xã hội và nhanh chóng khiến cộng đồng mạng chú ý. Sự việc sau đó đến tai cơ quan chức năng và Tiểu Thất cuối cùng cũng được giải cứu, được đưa ra khỏi hầm và chuyển đến bệnh viện điều trị. Sau 5 năm bị giày vò, Tiểu Thất thực sự đã bị bất ổn tinh thần, tổn thương nghiêm trọng cả về thể xác và tinh thần. Không ai biết cô gái trẻ đã trải qua 5 năm như thế nào, tổn thương trong 5 năm này đối với em là không thể bù đắp được. Dư luận Trung Quốc đã chỉ trích dữ dội hành động của bố mẹ Tiểu Thất. Nhiều người lên án tình yêu thương độc hại của bố mẹ nữ sinh này. Khi Tiểu Thất còn nhỏ, họ tước đoạt tuổi thơ của con khi xếp lịch cho con hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác. Khi con gái tới tuổi dậy thì, họ cũng lơ là việc giao tiếp, tâm sự và giáo dục giới tính cho con, dẫn đến việc con thiếu hiểu biết mà quan hệ sớm và quan hệ không an toàn. Dù Tiểu Thất đã được cứu ra ngoài, sức khỏe có thể được chữa lành, nhưng tâm hồn cô gái trẻ này thì đã bị tổn thương đến suốt cuộc đời.
Trải qua hàng trăm năm đấu tranh, xã hội hiện đại phần nào đã xóa bỏ được sự phân biệt đối xử với phụ nữ. Nhưng thực tế đáng buồn là vẫn còn đó những quan niệm, định kiến cực kỳ sai lầm về một nửa của thế giới. Chúng đã được khoa học bác bỏ từ lâu, vậy mà đến giờ vẫn nhiều người tin sai cổ. Phụ nữ thì luôn yêu trẻ em. Chẳng biết từ khi nào mà rất nhiều người đã tin rằng phụ nữ thì luôn thích trẻ em, dù đó không phải là con mình bởi cái gọi là bản năng làm mẹ. Mà thực tế thì đa phần phụ nữ quả thực giỏi trong việc chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên lý do chưa chắc đã là vì họ thích trẻ nhỏ. Theo một khảo sát về những rắc rối liên quan đến trẻ em tại California, Mỹ, cứ 9 phụ nữ lại có một người than phiền rằng họ đơn giản chỉ là không thích tiếng ồn ào, kêu khóc do trẻ phát ra. Dường như đây cũng là nguyên nhân vì sao phụ nữ thường để ý hơn đến các hành vi của trẻ em để kiểm soát tình hình trước khi âm thanh họ không thích xuất hiện. Phụ nữ rất kém chịu đau. Phụ nữ thường được gắn với hình ảnh chân yếu tay mềm nên ai cũng cho rằng khả năng chịu đau của họ cũng kém hơn. Khoa học cũng từng chỉ ra rằng hormone sinh dục nam testosterone cũng là chất giảm đau tự nhiên nên quan niệm trên hoàn toàn hợp lý. Nhưng theo các nhà tâm lý từ Đại học Siena, Ý thì phụ nữ chịu đau cũng giỏi không kém gì nam giới. Bằng chứng là phụ nữ phải chịu đựng một trong những cơn đau khủng khiếp bậc nhất đối với con người, đau đẻ. Hơn nữa, hệ miễn dịch của nam giới về cơ bản là cũng yếu hơn phụ nữ do testosterone tập trung quá cao. Một chi tiết khá thú vị là tỷ lệ nam giới bất tỉnh khi nhìn thấy máu cao hơn phụ nữ gấp 10 lần. Vậy ai mới là kẻ yếu đuối đây? Phụ nữ nhát gan hơn. Ai cũng nghĩ thế mà những bộ phim từ Hollywood cũng mang xu hướng. Tuy nhiên theo chuyên gia tâm lý học người Đức Fritz Riemann, câu chuyện trong thực tế là ngược lại. Phụ nữ ít nhận ra tình huống nguy hiểm, nhờ vậy họ dễ đưa ra những hành động táo bạo hơn. Đồng thời họ cũng dễ vượt qua nỗi sợ hơn so với nam giới. Phải chăng đây chính là lời giải cho thói quen xi nhan trái nhưng rẽ phải của các ninja lead? Ô cũng là vì họ quá táo bạo thôi. Trên thế giới có nhiều phụ nữ hơn đàn ông. Nếu nghĩ như vậy thì bạn đang nhầm rất to đấy. Theo thống kê của WHO, tỷ lệ nam nữ trung bình trên thế giới hiện tại là 107 trên 100. Trong đó một số quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ còn có sự chênh lệch lớn hơn. Khả năng sinh tồn của chị em là rất kém. Đây cũng là một lầm tưởng rất lớn. Bởi lẽ thực sự thì phụ nữ có khả năng thích nghi tốt hơn nam giới rất nhiều. Dù có lượng cơ bắp ít hơn, nhưng trong các tình huống hiểm nghèo, phụ nữ có khả năng nhịn ăn, nhịn khát lâu hơn, chống chọi tốt hơn trước thay đổi về nhiệt độ. Thậm chí các bệnh truyền nhiễm cũng khó chạm đến phụ nữ. Phụ nữ luôn gọn gàng sạch sẽ hơn. Chẳng biết tại sao mà ai cũng cho rằng phụ nữ sống gọn gàng, thơm tho, sạch sẽ lắm. Nhưng chưa chắc nhé. Khoa học bác bỏ quan niệm này từ lâu rồi. Charles Gerber, nhà sinh học người Mỹ đã từng làm một thí nghiệm. Gerber xét nghiệm lượng vi khuẩn trên điện thoại, máy tính, bàn phím, ngăn kéo, túi sách của một số nhân viên. Kết quả lượng vi khuẩn của nhân viên nữ cao gấp 4 lần nam giới lận.